Lô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Thì hiện tại là Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay tiếp tục làm clip này, Lê Hoàng muốn hát một vài bài tặng cho quý anh chị và các bạn. Thì sở trường của Lê Hoàng là Lê Hoàng hay hát những cái bài nhạc trẻ. Dạo thời gian vừa qua thì Lê Hoàng cũng có hát mấy bài nhạc trữ tình, thì bị anh chị ném đá quá trời luôn. Thì Lê Hoàng cũng chia sẻ luôn là Lê Hoàng làm mấy clip này để Lê Hoàng muốn test cho quý anh chị và các bạn nghe cái sự kết hợp giữa con K10 và micro AMI BM900. Lê Hoàng thu qua phần mềm Sony Vegas Pro. Phần mềm Sony Vegas Pro Lê Hoàng chia sẻ luôn, đây là phần mềm làm video, là dùng để edit chỉnh sửa những cái video clip này kia nè. Thì Lê Hoàng hay làm video trên phần mềm này. Thì trên cái phần mềm này nó có một cái chức năng rất là hay, là chức năng ghi âm lại. Thì chúng ta chỉ cần kết nối sao cạc với lại micro vào máy tính, chúng ta cài phần mềm Sony Vegas Pro này vào, chúng ta chỉ cần nhấn một nút thu thôi là nó sẽ thu cho chúng ta tất cả những cái hiệu ứng của con K10 này, và micro nó sẽ thu vào trong máy tính hết trơn luôn, rất là hay. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ không nói nhiều, mất thời giờ của quý anh chị và các bạn. Bây giờ Lê Hoàng sẽ test cái con K10 với AMI BM900 qua bài hát Từng Yêu của ca sĩ Phan Duy Anh. Thì bài hát này là Lê Hoàng lấy âm thanh trực tiếp từ con K10 luôn nha anh chị, cho nên là anh chị nghe thử coi như thế nào, là Lê Hoàng không có chỉnh sửa gì cả. Anh chị nhớ đeo tai nghe vào nghe cái bài hát này Lê Hoàng hát nha. Và có những chỗ Lê Hoàng hát sai, trật nhịp hay là bị lỗi cái gì đó thì anh chị bỏ qua cho Lê Hoàng nha. Lê Hoàng xin cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Dạ. Cái bài này thì nó khá là cao, cho nên là Lê Hoàng sẽ cố gắng hát cho nó tốt một tí. Thì có chỗ nào sai sót thì anh chị bỏ qua cho Lê Hoàng nha. Lê Hoàng chỉ là muốn test thôi, chứ cũng không phải là ca sĩ gì đâu. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau đây họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muôn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên nuồn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Bài này nó khá là cao luôn, cho nên là Lê Hoàng cũng cố gắng hết mình để hát. Thì phải nói là combo này Lê Hoàng hướng dẫn cho anh chị kết nối với phần mềm Sony Vegas Pro là không cần phải sử dụng quá nhiều cái kỹ thuật phần mềm như giống như là trên cái phần mềm Cubase 5. Cubase 5 này đòi hỏi là chúng ta phải giỏi phần mềm một tí xài mới ok, còn nếu mà chúng ta không rành là chết luôn. Nên là Lê Hoàng hỗ trợ anh chị phần mềm Sony Vegas Pro thu y chang Lê Hoàng đang thu luôn, âm thanh rất hay, rất chuẩn. Thì đại loại như thế này là Lê Hoàng muốn chia sẻ là với cái combo này, Lê Hoàng thấy là kết nối với Sony Vegas Pro âm thanh rất là hay luôn. Thì anh chị nào mình có nhu cầu thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để đặt mua cho mình một cái combo thu âm hát live như thế này ha. Rồi, Lê Hoàng xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào quý anh chị và các bạn.